Rồi tất chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ test cái máy cơ lai điện tử. Đây là bên trong của máy nè. 62D. Đây là cái bo điện tử. Xài hai đánh hai tầng phô. Cơ lai điện tử nha, 62. Đây mình sẽ test máy cho anh em xem. Chạy bóng đèn 1000W nha. Đó là sao không? Đây mình sẽ tính cái nút chỉnh bầm cho các anh em coi. Đó, bầm nhanh hết cỡ đó. Đây chậm lại nè. Đó, nhanh lên nè. Đó, đây là nút mạnh yếu nè, mạnh nè, nó mạnh hết cỡ đó. Rồi cái chế độ lên lì, máy bao lực luôn anh em, cá nổi đẹp nha. Đó anh em thấy không, chạy máy không nóng nha anh em, máy bình thường nha, không nóng nha. Nói chung là nó không phải là không nóng nhưng mà nó ấm thôi, nó ấm cái máy mình thôi chứ nó không có nóng quá mức. Đó nghe anh em thấy không, cơ lai điện tử. Đây là cái bo mạch điện tử nè, chạy hai tăng phô 62D. Đây là cái bu lim chỉnh bâm nhanh bâm chậm, đây là bu lim mạnh yếu, còn bên đây là chỉnh bâm tắt bâm. Các em về các anh em về thích xài thằng nào xài nấy, nhiều cá thằng nào thì cá nó cũng lên đẹp hết. Này là cá nổi tận giận luôn á, cá trắng cá lóc gì là lên bao đẹp, chê trắng tất cả các loại cá. Để anh em thấy không, đây là bên trong. Đây là cái bo mạch điện tử bên mình nè. Rồi các anh em nào cần xài cơ lai điện tử đánh một vợt đánh bộ gì cũng có nha. Các anh em cứ liên hệ với mình. Chào anh em nha.